Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài các số 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tiết số 2. Cái này chúng ta viết lại số 0. Số 1. Số 2. Số 3, số 4, số 5. Rồi, thầy viết đại diện vậy thôi ha, còn hàng dưới mấy em tự viết nha. Chúng ta qua bài số 2. Nấu theo mẫu 1, 2, 3, ta nấu với lại số 3. 1, 2, 3, 4, ta nấu với số 4. Một trái dưa hấu ta nấu với số 1. 1, 2 ta nấu với số 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trái dâu ta nấu với số 5. Nó qua bài số 3. Tô màu theo mẫu 3, chúng ta tô 3 trái. 2 thì chúng ta sẽ tô là 2 trái. Một thì chúng ta sẽ tô một trái. Này số 4 mà, 1 trái 2 3 4. Số 5, 1, 2, 3, 4, 5 thì tôi hết luôn. Nó qua bài tiếp theo, bài số 4. Viết số tích hợp vào trống 0, 1, 2. Nó tăng dần hơn. Rồi số 3, số 4 là tới số 5. 0, 1, rồi 2, 3, 4, 5. Rồi là còn cái hàng dưới này là nó giảm dần. 5, 4, 3, 2, 1, rồi 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.